Nếu quý vị thắc mắc tại sao các nữ minh tinh nổi tiếng lúc nào cũng nhìn trẻ trung tuyệt đẹp, lý do là được các nhà trang điểm chuyên nghiệp dùng mỹ phẩm và cọ trang điểm tốt nhất. Xin giới thiệu đến quý vị bộ cọ trang điểm của MD7 được làm bằng lông thật 100%, chỉ mua một lần và được bảo đảm suốt đời. Quý vị sẽ nhận được cây cọ mới nếu bị hư hoặc rụng lông trong suốt thời gian sử dụng. Cọ MD7 đang có chương trình promotion mua cây này tặng cây kia, mua phấn tặng cọ hoặc mua cọ tặng phấn. Hãy gọi ngay cho MD7 855-234-2333, order qua mạng mddas7.com.